Rồi hello anh em ha, hôm nay em lên kèo thơm cho anh em nghe anh em. Con này thì anh em nghe rõ ha, bao thơm nghe anh em. Con này thì máy em mới thu của khách lại anh em. Là con này là khách đổi máy 288 nha, đổi lớn hơn nữa. Con này thì công suất nó 62cc nha, 62cc nha anh em. Công suất nó bằng thằng 365 anh em, bằng 365 anh em có thể kéo từ 57, 58, 51 mét đổ lại nha anh em. Chuyên cho anh em đi khai thác ha. Dòng này dòng Huna chính hãng của Thụy Điển ha, 262XPG nha. Nó có sự ấm tay cầm luôn nha anh em. Không biết còn sử dụng được không nha. Mà con này em đã kiểm tra đồng bọng này kia, đồ đạc zin hết nha anh em. Chạy cực kỳ ngon luôn. Em thu là em đổi máy lớn cho anh khách nha. Tiền này khá là đẹp á, tại vì chưa rửa anh em. Cái này anh em về chịu khó lấy dầu anh em rửa nghe là con này đẹp lắm nha anh em. Mở nắp này ra giùm mình coi. Con này là 262 nha. Bữa nay bán giá cuối năm cho anh em luôn, mới thu khách được rẻ thì bán cho anh em rẻ nha anh em. Được bụi rồi nè anh em, về chịu khó rửa vệ sinh nha ha. À, mình sẽ con gin này anh em. Con này là gin đồng bộ anh em. Rồi, đẩy ra đi. Rồi chuẩn bị nổ máy lên ha. Con này là ok hết, em kiểm tra đồng bọng là ok hết nha anh em. Điện đốm là rất là mạnh luôn ha. Rồi em thanh lý cho anh em cái đầu này là 2,2 triệu anh em. Cái đầu này nếu mà máy bãi về anh em mà nó chung chung thôi là nó tầm 4 triệu ngoài một cây, 4 triệu ngoài 5 triệu một cây anh em. Mà con này này cũng còn rất là đẹp nha, đồng bọng rất là ngon nha anh em. Anh em về chỉ cần lấy dầu vệ sinh ra là nó đẹp lên lại nha anh em. 2,2 triệu anh em mua như con bằng giá Trung Quốc mà chạy để em nổ máy lên cho anh em nghe ha. Con này chạy cực kỳ ngon luôn nha anh em. Anh em nào mà cần cái máy mà đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn ngon thì alo con này ha. Con này em đã kiểm tra rồi hết nha anh em. Giá này là bao thơm nha, 2,2 triệu nha anh em. Rồi anh em mua thì liên hệ số điện thoại là 0944 nha 787771. Số điện thoại em có sử dụng Zalo và Facebook nha anh em. Cái dòng này thì phụ tùng em đầy nha anh em. Em là chuyên cái dòng này luôn nha. Em bán là chuyên cái gì dòng này ha, chạy cực kỳ bền luôn. Rồi nổ máy cho anh em nghe tiếng máy nè. Có sáp luôn nha anh em. Chậm tay thì hết chân anh em, con cây một nha. Hàng thu khách mà anh em muốn cây thứ hai cũng không có đâu.